Hello anh em, vậy là Liên Quân cũng đã bắt đầu mùa mới rồi. Nên mình cũng đã cố gắng ra bản anh DK vào trận nhanh xong rồi. Lý do mình bận thi giữa kỳ nên mình ra hơi trễ. Đã để anh em đợi lâu, lưu ý xóa Liên Quân gốc trên máy trước khi cài đặt anh DK này. Link mình để dưới phần mô tả video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like một sub nhé. Yeah.